Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Càng gần Tết, bốn con giáp này càng đỏ như son tiền. Khủng cứ ồ ạt kéo về. Thì tử vi 12 con giáp chỉ ra là càng gần Tết, bốn con giáp dưới đây càng đỏ nhờ công việc thuận buồm xuôi gió mà thu về cái lợi nhuận khủng, đón Tết không phải nghĩ ngợi gì. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đó là những con giáp nào, liệu rằng chúng ta có thuộc bốn con giáp may mắn này hay không. Và bây giờ con giáp thứ nhất, đấy là con giáp tuổi Thìn. Thì bước vào tháng chạp, người tuổi Thìn được dự báo vận trình tài lộc khả quan, bất kể làm việc gì đều thu được lợi nhuận khủng, cùng với cái sự thể hiện vượt trội năng lực trong công việc, sự nghiệp, tài chính thì tuổi Thìn đều khởi sắc, giúp bán mệnh rồng vươn lên thành con giáp giàu có nhất nhì dịp cuối năm. Gần Tết bạn vẫn có thêm một vài cái cơ hội kiếm tiền khủng nhờ thần tài quý nhân lâm môn. Tuy bận rộn thêm một chút, nhưng những gì nhận được từ lương thưởng đến kinh nghiệm, kiến thức đều xứng đáng vô cùng. Ai bỏ qua sẽ tức hủi hụi cho mà xem. Cho nên tuổi Thìn hãy nhanh chóng chớp lấy mọi cơ hội có thể đến với mình để đạt được cái sự thành công như mong muốn. Thứ hai là tuổi Tỵ. Tổng kết năm 2019 bằng một tháng 12 âm lịch rực rỡ. Liên tục nhận được tin vui về thành quả tốt trong công việc. Cấp trên ghi nhận kinh doanh phát đạt là lá số tử vi mà trời cao đã an bài cho tuổi Tỵ. Càng gần Tết thì túi tiền của tuổi Tỵ càng rủng rỉnh, yên tâm chuẩn bị đón một cái Tết ấm no, không cần lo nghĩ nhiều về tiền bạc. Trời sinh tuổi Tỵ là những người điềm đạm, có trách nhiệm, nên một khi đã kiếm được tiền, bạn sẽ là trụ cột vững chắc cho gia đình, khiến ai cũng yêu mến kính trọng. Con giáp thứ ba là tuổi Mùi. Theo tử vi 12 con giáp thì tuổi Mùi là con giáp cực đỏ vào cuối năm, khi tin vui liên tiếp đổ về đến chính bản mệnh quả bất ngờ, nên cái sự nghiệp thăng tiến rực rỡ, những khó khăn được vượt qua dễ dàng. Nhìn chung những cái nỗ lực trong năm qua của tuổi Mùi đã được đền đáp xứng đáng nhờ cái sự nhạy bén, năng lực cùng kinh nghiệm vốn có. Tuổi Mùi thu bề bộn tiền, chẳng những đón Tết sung túc mà bạn cũng có thể nghĩ đến cái việc mà đầu tư kinh doanh mở rộng cho năm sau. Nếu có lời đề nghị kinh doanh trước Tết thì cũng đừng ngần ngại, bạn vận số của bạn đang đỏ lắm, cho nên hãy tận dụng tất cả mọi điều kiện để chớp lấy tất cả những cơ hội có thể khi đến với bạn, để nắm lấy tất cả mọi cơ hội mà mình đã có. Và con giáp thứ tư, con giáp cuối cùng trong bốn con giáp này, đấy là tuổi Dậu. Thì qua cơn bí cực đến hồi Thái Lai, tuổi Dậu năm nay hứa hẹn sẽ có một cái Tết yên ấm, an nhàn và phú quý. Nhờ thần may mắn đồng hành trong tháng cuối cùng của năm, tài khoản con giáp này nảy số ầm ầm, không chỉ từ khoản thu nhập chính, thu nhập phụ mà bạn còn nhận được nhiều khoản tiền thưởng Tết ngoài cả cái mong đợi. Vận may rực rỡ của tuổi Dậu khiến ai ai cũng suýt xoa ghen tị. Tuy nhiên các bạn thân mến, tất cả những cái thông tin này cũng mang cái tính chất là tham khảo, vận mệnh của mỗi người nằm trong lòng bàn tay. Chỉ cần cố gắng nỗ lực hết mình thì sớm muộn cũng sẽ được đền đáp. Hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn tích cực, lạc quan về cuộc sống. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.